Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tựa đề Nói chuyện tại hội nghị liên hoan chiến sĩ thi đua nông nghiệp và cán bộ đổi công toàn quốc. Tác phẩm này được in trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập thứ 10, trang thứ 279. Toàn văn của tác phẩm như sau. Trước hết, phải nói là trong lúc các cô, các chú khai hồng, có các đồng chí chiến sĩ nông nghiệp Trung Quốc sang thăm, thật rất nhiều ý nghĩa. Tình đoàn kết quốc tế giữa nhân dân và nông dân Trung Quốc với nhân dân và nông dân Việt Nam càng thêm chặt chẽ. Ta học hỏi được nhiều kinh nghiệm tiên tiến của Trung Quốc. Trung Quốc bây giờ tiến bộ hơn ta nhiều. Và có điều mà các đồng chí không nói, nhưng có ý là thách thức chúng ta thi đua. Mục đích của hội nghị này là tăng gia sản xuất và tiết kiệm, làm cho đúng và vượt mức kế hoạch nhà nước của đảng, chính phủ và nhân dân. Khi chưa cải cách ruộng đất, giai cấp địa chủ chiếm gần hết ruộng đất, chúng ngồi mát ăn bát vàng, nông dân làm đầu tắt mặt tống nhưng lại khổ vì không có ruộng đất. Bây giờ ruộng đất đã về tay nông dân được sung sướng. Bây giờ ruộng đất đã về tay nông dân được sung sướng. Trước làm cho địa chủ ăn nên mình chỉ làm một phần. Bây giờ làm cho mình hưởng phải cố lên 10 phần. Khi chưa có ruộng đất, ta phải đấu tranh với địa chủ để đòi lại ruộng đất. Bây giờ có ruộng đất rồi, ta phải đấu tranh với trời. Như mấy năm nay, trời hạn, ta phải ra sức khơi mương đào giếng cho nhiều. Lục, bảo, chuột, sâu cũng là một thứ dịch, cũng là một thứ địch ta phải chống lại. Ta còn phải chú ý làm cỏ cho khỏi hại lúa và có nhiều phân bón để bón ruộng thêm tốt. Trong những vùng có đất hoang phải mở thêm ruộng để tăng gia sản xuất nhiều hơn. Như thế chưa đủ, dụng cụ và cách cày bừa của ta lại cũ kỹ. Như cày của đồng bào miền ngược thì nhỏ, gặt thì phải lấy dao cắt từng bông lúa, mất nhiều công, tốn nhiều thì giờ. Muốn làm tốt, phải học kỹ thuật mới. Chưa phải cần đến máy móc, nhưng cày bừa, cuốc phải tốt hơn bây giờ. Cải tiến kỹ thuật là phải học hỏi kinh nghiệm, trao đổi kinh nghiệm, phổ biến kinh nghiệm lẫn cho nhau. Không nên tưởng mình có vài kinh nghiệm là giỏi lắm rồi. Phải học lẫn nhau, học kinh nghiệm của các đồng chí Trung Quốc, cũng như các đồng chí Trung Quốc học kinh nghiệm của Liên Xô. Liên Xô ngày một tiến và vẫn tìm tòi để tiến hơn nữa. Tăng gia phải tiết kiệm đi đôi với tăng gia. Không phải làm được bao nhiêu, tiêu xài đi hết bấy nhiêu. Có nhà làm được một tấn thóc, nào ma chay, cưới xin, dỗ tết, cứ ăn cho nhiều, kết quả là hết. Như thế là gió vào nhà trống, nước đổ vào thùng không đáy. Phải thực hành tiết kiệm. Địa chủ khi trước chiếm hết cả ruộng đất, bây giờ có đảng, có chính phủ lãnh đạo, ta lấy hết ruộng đất về. Chúng không bằng lòng và chúng phá. Phá trong cải cách ruộng đất, phá sau cải cách ruộng đất. Chúng liên lạc với Diệm, với Mỹ để phá. Muốn chống địch thắng lợi, ta phải đoàn kết và cảnh giác. Muốn tăng gia sản xuất, phải thi đua. Thí dụ, thi đua chống hạn thì phải gánh nước, đào giếng, khơi mương. Một người làm không nổi, phải nhiều người, tức là phải có tổ đổi công.
Muốn cho tổ đội công tốt, không được cưỡng ép ai, phải tổ chức từ nhỏ đến lớn. Tổ chức rồi phải làm cho mọi người thấy đều có lợi, khác hẳn với khi chưa có tổ. Trong tổ, mỗi người phải được dân chủ bàn bạc, phân công rành rọt. Tóm lại, tổ đội công phải có đủ 3 điều: không được cưỡng ép người ta vào, mỗi người trong tổ cùng có lợi, công việc phải bàn bạc dân chủ. Muốn người ta vào tổ thì phải chú ý: người đã vào không nên khinh rẻ người chưa vào, trái lại còn phải giúp đỡ người ta. Nếu người ta vào lại ra, mình vẫn phải giúp đỡ, không vì người ta ra mà hắt hủi lạnh nhạt. Một khi giúp đỡ tốt, người ta lại xin vào. Muốn thi đua kết quả, phải có tổ đội công. Chỗ nào chưa có thì tổ chức, chỗ nào có rồi thì làm cho tốt. Không cần làm to ngay, làm nhỏ và tiến dần nhưng ăn chắc. Muốn tàu chạy, phải có đầu tàu kéo. Muốn thi đua mạnh, phải có động lực, tức là thanh niên, phụ lão, có nhiều kinh nghiệm. Nhưng khó thay đổi cái gì mới, và chỉ làm được việc nhẹ. Muốn thi đua mạnh, phải có động lực, tức là thanh niên. Phụ lão có nhiều kinh nghiệm, nhưng khó thay đổi cái gì mới, và chỉ làm được việc nhẹ. Vì vậy, thanh niên là động lực trong tất cả công việc này. Bây giờ, có bộ đội trở về đồng ruộng, cày cấy, làm ăn, cũng là một động lực. Thanh niên có sức và hăng. Bộ đội quen tổ chức, quen kỷ luật, quen dùng máy. Súng cũng là một thứ máy nhẹ. Thế là thanh niên và bộ đội là hai động lực chính. Bộ đội cũng như thanh niên, phải làm sao cho xứng đáng là đầu tàu. Nhưng không phải bỏ qua các cụ đâu. Vì đầu tàu chạy phải có to kéo, nếu không sao gọi là tàu. Cuối cùng, đảng và chính phủ có kế hoạch nhà nước năm nay nhằm mục đích khôi phục kinh tế và bước đầu phát triển văn hóa. Liên Xô, Trung Quốc có kế hoạch 5 năm, còn ta thì bắt đầu có kế hoạch 1 năm. Làm xong sau này, ta cũng có kế hoạch 3 năm, 5 năm. Phần quan trọng của kế hoạch là khôi phục sản xuất nông nghiệp, và người ra sức làm là nông dân, là các cô, các chú. Các cô, các chú nhất định hoàn thành và cố gắng hoàn thành vượt mức kế hoạch đó. Thưa các bạn, tác phẩm này được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói trước ngày 4 tháng 3 năm 1956 theo tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.